mới bàn nhau rất là nhiều, đó là liên quan đến thiết kế nghiên cứu, đúng không? Thì thiết kế nghiên cứu chúng ta cần phải lựa chọn những thiết kế nghiên cứu dựa trên vấn đề nghiên cứu, dựa trên công yêu cầu thứ hai để mà chúng ta có thể làm được cái nghiên cứu, thì trong cái đề cương nghiên cứu của chúng ta sẽ cần phải có một cái kế hoạch nghiên cứu rất là chi tiết, và kế hoạch nghiên cứu chi tiết đấy nó thể hiện bằng cái phần rất là quan trọng, đó là chúng ta cần phải có cái phần phương pháp nghiên cứu, và chúng ta phải viết tốt phần phương pháp nghiên cứu, và trong cái phần phương pháp nghiên cứu đấy mình sẽ cần phải mô tả rất là chi tiết các cái nội dung, những cái thứ, các cái quy trình, cái cách mà chúng ta tiến hành cái nghiên cứu đó. Chính vì vậy cho nên là lúc nãy tôi có đề cập đến câu chuyện là gì? Cái phần phương pháp nghiên cứu đó là cái phần nó sẽ giúp trả lời câu hỏi là mình tiến hành nghiên cứu này bằng cách nào. Và nó còn, nếu mà giả sử như các bạn nào mà chịu khó đọc và để ý, thì cái phần phương pháp nghiên cứu này ngoài cái thứ đó ra, nó sẽ làm cái thứ mà nó có thêm cái tính đặc tính nữa, đó là gì? Cái tính lặp lại. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái phương pháp nghiên cứu đấy nó giống như chúng ta tạo ra một cái quy trình. Chúng ta làm được, nó ra kết quả như vậy. Và nếu mà một ai đó lặp lại cái phương pháp đấy thì họ cũng ra được cái kết quả tương tự với các bạn. Đấy. Chính vì vậy cho nên cái phần phương pháp nghiên cứu trong đề cương nghiên cứu là cái phần tối quan trọng. Chúng ta cần phải mô tả, chúng ta cần phải viết, chúng ta cần phải trình bày một cách rất là chi tiết, đúng không? Và chúng ta trình bày rõ ràng chi tiết, đồng thời để đảm bảo được là cái phương pháp nghiên cứu đó nó phù hợp và nó giải quyết được cái vấn đề nghiên cứu của mình. Cái này nó cần phải logic với những cái nội dung ở phía trên, đúng không? Phía trên là cái vấn đề nghiên cứu của mình là cái gì, thì cái phần phương pháp nghiên cứu này nó sẽ cần phải bao gồm những cái thứ để mình có thể giải quyết, đúng không? Nó phải phù hợp và nó có thể giải quyết được cái vấn đề nghiên cứu của mình. Trong đó thì chúng ta sẽ cần phải đề cập đến một cái câu chuyện mà lúc nãy chúng ta vừa mới bàn nhau rất là nhiều, đó là liên quan đến thiết kế nghiên cứu, đúng không? Thì thiết kế nghiên cứu chúng ta cần phải lựa chọn những thiết kế nghiên cứu dựa trên vấn đề nghiên cứu, dựa trên câu hỏi nghiên cứu của mình, để làm sao cho cái thiết kế nghiên cứu đấy nó phù hợp với cái mục tiêu nghiên cứu của mình và nó đảm bảo tính khả thi. Và có một cái thứ nữa mà đôi khi anh em chúng ta mới làm nghiên cứu, đôi khi là chưa biết mình là ai. Đấy, thì các bạn học các cái lớp về nghiên cứu khoa học của tôi ấy, thì tôi hay nói với các bạn là gì? Để mà chúng ta có thể làm được một cái nghiên cứu thì chúng ta cần phải biết mình là ai để mình lựa chọn các cái thiết kế nghiên cứu sao cho phù hợp nhất sao cho phù hợp nhất đối với mình. Đấy, thì đấy là cái yêu cầu thứ hai, đấy là cái yêu cầu thứ hai. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.